Hello hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của mình nhé. Và ngày hôm nay thì mình ngồi ở đây để tiếp tục là một video về series là review và compare, so sánh giữa hàng authentic và fake với nhau một cách rất là chân thực. Và để cho mọi người nếu mà đang quan tâm đến sản phẩm đó có một cái nhìn khách quan tổng thể hơn giữa hai sản phẩm authentic thì sẽ khác nhau và giống nhau như thế nào nhá. Và tập trước của mình về review và compare thì là bé Louis Vuitton Vanity PM thì mình cũng nhận về được nhiều hơn một số phản hồi, tuy nhiên là cũng ít thôi. Nhưng mà mình cũng rất là vui vì các bạn cũng như là cũng nhắn tin hỏi và cũng like fanpage của mình và like cái video của mình, thì mình cũng rất là cảm ơn mọi người đó. Và mình sẽ cố gắng làm ra nhiều video trong thời gian sắp tới hơn. Và quay trở lại ngày hôm nay, bé để mình review và compare trong tập này đó chính là một bé đến từ nhà Louis Vuitton nữa. Đó chính là bé mình vô cùng thích, đó là bé Louis Vuitton Mini Dolphin. Đây mọi người ơi, đây là một chiếc túi khá là đặc biệt đối với mình. Và nó đặc biệt như thế nào thì mình sẽ bật mí trong phần tiếp theo đây. Còn hôm nay thì mình sẽ chỉ chủ yếu tại để review và compare bé này với hai nhà luôn. Một nhà bên Shiner, đây. Mình mua mất là 1.000 tệ, tầm 1.000 tệ rồi. Đó, như thế này. Và một bé là hàng gia công lại bên nước ngoài thì mình nghe là như vậy. Nhưng mà mình sẽ chứng thực cho mọi người xem thì nó có thần thánh như vậy không nhá. Đó, với bé authentic của mình. Mọi người hãy cùng bắt đầu mình thôi. Để mình kể cho mọi người nghe cái hành trình của bé Dolphin Mini này về tay mình thì như thế nào nhá. Trong cái số đấy thì cũng có một số tip hay ho dành cho mọi người đây. Và khi mà cuối tháng 5 mình nhận được bé Mini Dolphin này về thì mình tất nhiên là ngoài unbox được hộp, mình kiểm tra bên trong bên ngoài thì tất nhiên là cái phần stamp code là điều mình rất là lưu ý. Code của mình chiếc túi này là AA3179 thì có nghĩa là sản xuất tại Pháp, tuần thứ 37 năm 2019. Thì đợt đấy mình cũng có hai thắc mắc nên là mình đã hỏi admin ngay là chị ơi, tại sao là chiếc túi của em là sản xuất 2019, due tháng 3 và đến tháng 5 em mới nhận được chiếc túi của mình. Thì chị giải thích là, mà mọi người có nhớ là tháng 3 vừa rồi là đợt Covid bùng phát rất là mạnh, tất cả các brand hàng và các store đều đóng cửa hết không ạ? Thì chị bảo là đợt đấy là dịch bùng phát như thế, mà khi mà chiếc túi của em về trong cái đợt dịch đấy về tay em ấy thì cái đấy mới là điều bất thường, chứ không phải là đến tháng 5 thì nó mới vận chuyển được về. Đấy là điều rất là bình thường, tại vì khi hết dịch, vãn dịch thì mới có các chuyến kiểu như về tuồn được ấy mọi người, rất là khó khăn luôn. Nên là khi mà bill tháng 3, tháng 5 về là quá là điều bình thường luôn. Tại vì đợt đấy Covid mà đâu có ai mở cửa hàng đâu mọi người. Và cái điều thứ hai mà mình muốn hỏi băn khoăn là tại sao là chiếc túi của mình cốt là cuối năm 2019 rồi mà đến 2020 thì nó mới bán ra, hay là kiểu như túi là túi tồn hay không? Thì chị giải thích là có rất là nhiều bộ sưu tập từ đông mùa thu đông năm ngoái đến đầu tháng 5 sau thì nó xuân hè nó mới mở bán. Nên là chiếc túi của em là sản xuất cuối năm thì sang đầu năm sau nó mới mở bán. Thì đấy là điều rất là bình thường. Và mình nghĩ đấy cũng là chính là một cái tip nho nhỏ dành cho mình và cho một số người mới chập chững bước chân vào cái thế giới đồ hiệu. Thì cũng có rất là nhiều kiểu check qua code các thứ thì cũng chưa hoàn toàn chính xác 100% đâu nhá mọi người. Tại có rất là nhiều code mới nó chưa cập nhật. Nên là đấy cũng là một điều lưu ý nho nhỏ của mình. Và cái ý thứ hai nữa là hồi xưa mà khi mà mình mới kiểu như là xem các món đồ hiệu ấy thì mình cũng không hề thích Louis Vuitton một chút nào. Tại vì mình thấy ồ sao nó già quá đi, mình chả thích một cái thiết kế nào luôn. Mà khi mà mình làm YouTuber rồi thì mình mới nghĩ là bây giờ phải tìm ra những cái túi nào mà hot hit này, phải là rất là nhiều người thích thì mình mới làm YouTube thì mọi người mới xem. Đấy là cái suy nghĩ của mình. Thì tất nhiên là Hermès thì nhiều khi là không thể nào mua được rồi, Kelly hoặc là Birkin thì nó quá là đắt tiền đối với mình. Hoặc là những cái Chanel, Dior thì chẳng nhẽ mua được một hai cái rồi nghỉ làm YouTube luôn ạ. Nên là mình đã để ý là Louis Vuitton thì đợt đó thì mình cũng không biết lắm, chẳng qua mua là kiểu như để làm vlog kiểu như hãng fame thôi. Thì đầu tiên mình tìm hiểu thì những cái túi Louis Dolphin này rất là hot. Thì mình thôi mua về để làm YouTube vậy. Và nhưng mà để mà cái nguyên nhân sâu xa nhất, cái cốt lõi nhất để mình mua bé này là đợt đó thì mình mới kiểu như bước chân vào cái kiểu như review và compare này thì cũng tinh vi, biết một tí thôi mà kiểu tite ấy, thì trên cái group ấy thì có thỉnh thoảng mọi người hay check là nhờ check hộ là xem túi này là au hay là fake. Thì mình cũng đợt đấy mình cũng xem thấy một bạn là check cái túi Dolphin này thì mình chưa xem qua các chi tiết nhá, mình đã phán ngay là chiếc túi đó là chiếc túi fake thông qua cái tang logo ở bên trong như thế này.
cái Tang logo bên trong này thì mình nhớ là con chị mình mới mua một cái túi Âu, thì là nó là Tang logo màu vàng, nhũ vàng, mà mình cũng xem trên các web hoặc là các kiểu như là web của Louis Vuitton là nó là logo vàng ấy, mình chưa nhìn thấy cái logo lì như này bao giờ, nên là mình đã phán luôn đấy là fake rồi. Và sau khi đó thì có rất là nhiều kiểu như là ý kiến tranh luận từ các seller, các kiểu như người check nổ ra, thì cuối cùng cái topic đấy đóng lại, đó chính là chiếc túi Âu. Anh thật sự ngu ngốc. Mọi người biết ấy, khi mà mình check sai mà kiểu như là công khai như thế ấy, thì rất là kiểu như là rất là xấu hổ và rất là ngại, như kiểu ếch ngồi đáy giếng ấy mọi người ạ. Nên là mình rất là xấu hổ luôn, và mình cũng đã tham khảo lại các thứ khác, thì mọi người bảo mình là tùy từng season thì nó sẽ dập như vậy, đó không phải là cố định về một cái season là logo bạc hay là logo vàng thì nhũ như vậy đâu. Nên là mình đã quyết tâm là mua ngay bé này để mình phục thù lại cái sai lầm của mình, và mình sẽ cố gắng là kiểu như là điềm tĩnh hơn, và kiểu như là không kiểu như là lanh chanh hay là kiểu như là nghĩ là mình biết tốt như vậy đó. Và chiếc túi này chính là chiếc túi mà mình để phục thù bản thân mình đây. Và ngay sau đây mình sẽ mời mọi người so sánh phân biệt với mình chiếc túi authentic này của mình với hai bé mà mình vừa giới thiệu cho mọi người nhá. Nào mời mọi người hãy cùng bắt đầu mình thôi. Ok, đây mình sẽ zoom lại cho mọi người chi tiết ba bé này nha. Đầu tiên là bé Âu của mình thì mình vẫn còn để lại siêu cho mọi người dễ phân biệt nè. Thật sự thì kỹ thuật dán siêu khóa Âu và fake thì nó cũng sẽ là một điểm nên lưu ý khi phân biệt đấy ạ. Những siêu khóa như của LV, Chanel hay Hermes luôn thì nếu mà mọi người để ý thì sẽ thấy đấy ạ. Nhưng cũng sẽ có những trường hợp là mua siêu xịn để dán vào nha mọi người, để dán vào túi Âu hoặc là túi fake luôn này. Giá thì cũng khá là chát đấy mấy bà ơi, từ vài trăm nghìn đến 1-2 triệu một bộ cơ. Trở lại với Dolphin nhá, thì lớp lót ở bên trong là lớp nỉ nhung nè, đẹp nhưng mà rất là bắt bụi. Nếu mà bà nào bôi kem trộn hay kem nguyên đô mẹ cắm trắng mẹ chồng gì đấy là bở nguyên một góc luôn nha. Bây giờ anh sẽ chỉ cho chị là đấm đến tại nhà nha. Ok chị chiêu thằng sang hồng, chị múc cho chị một hũ kem ổ mai chẳng hạn. Tay tay của chị em đang múc lại ổ mai chẳng hạn nha. Nhớ nha, tay cho chị thêm một hũ kem trộn mì chồng nha chị ơi. Cái chỗ tắc logo này thì hơi khó quay nên là tôi sẽ ghim lại ảnh nha. Còn trời ơi, cái code của LV nhiều túi khó đọc thôi rồi luôn vì may bé và kín ấy. Nhưng mà bù lại fake thì lại rất là dễ đọc này, dễ mở ra, và đó cũng là một điểm lưu ý đấy ạ. Tiếp theo là bé hơn 3 củ khoai và hơn 6 củ khoai đây. Tôi sẽ dỡ bé hơn 3 trước nhá. Thật ra là sờ này đã thấy ngay rồi, cứ ngân hẳn hai bé còn lại ý. Da sần hơn này, dày hơn nữa. À nè nè, đây là siêu khóa đây mọi người, bóng bóng chứ không lì như xịn ạ. Còn phần chỉ khâu nè thì sẽ khác đấy, thì mọi người hãy tự thử mình tự so sánh xem ba bé xem sao nhá. Còn lót thì không được chắc chắn và dày dặn như xịn ý. Cái này thì tôi cũng đã chia sẻ trong mấy post trước rồi đó. Còn logo của bé này thì cũng là tắc lì như con xịn của tôi, nhưng mà có vẻ nét bị hàn sâu và thô hơn, font chữ cũng hơi béo béo nhở. Phần dead coat thì dễ kéo ra xem hơn hẳn con Âu ấy, miếng da cũng to hơn nữa. Còn mã FL2138 và sản xuất tại Pháp tuần thứ 23 năm 2018 nha. Rồi xong xuôi đến bé sau này thì da mềm hơn, mỏng hơn, nhất là phần nắp ấy. Dolphin thì mình cảm thấy hơi dẹt dẹt phần nắp ấy, sờ mềm mềm xốp xốp. Và nó cũng nhẹ hơn nữa. Còn về phần chỉ khâu thì nó đẹp hơn, giống hơn. Mạ khóa thì cũng sáng hơn. Và nhất là lớp lót thì nó cũng rất là dày dặn, nó không bị nhão nhão và nó không bị mỏng như bé kia. Logo nhũ vàng bóng nè, mọi người thấy sao? Thử so ngay hình xịn mà tôi đặt bên này nhá. Còn về phần cốt thì kéo ra rất là dễ, khi mà tôi banh ra cái là đã thấy ngay một miếng da chả bá lộ ra rồi. À mà quên, cái mã cốt của bé này là FO0148 nha. Chắc là sản xuất tại Italy tuần thứ 04 năm 2018. Ui, cốt xa phết nhở. Còn tiếp đến thì tôi sẽ lia cho mấy bà xem phần trước và sau của túi nhá, để xem cái form shape của ba bé này này. Thì mọi người có nhận xét gì không? Thì có vẻ như là bé Âu của tôi thì nó nhỉnh hơn, cao hơn hay bé còn lại, cảm giác nó thon thon nữa. Cái phần monogram là cái phần mà tôi cực kỳ lưu ý luôn ý. Nhưng mà hiện tại thì nhiều nhà làm giống lắm, rất là mịn mặt ý. Mà kể cả với Âu ý, thì nhiều cái có độ du duy nhất định luôn cơ. Nhưng cái phần da monogram revert này thì tôi thấy dễ nhìn hơn monogram thông thường, vì tôi đã so sánh khá là nhiều bé rồi. Nhận định chung là nếu mà không phải Âu thì phần da đó một là làm tái tái, hai là làm bị vàng quá, như hai bé bên cạnh của tôi nè. Trời ơi, nói nhiều quá nên đành phải lấn sang phân cảnh khác mất rồi. Ok, đến phần form hông nhá, thì mọi người thấy là con của tôi xẹp hơn hai con còn lại không? Mà chả nhiều nhét thì luôn ý. Mà tôi rất là thích cái kiểu xẹp thì dễ sợ luôn. Nhưng mà có phải là mọi người đang thắc mắc là nếu là Âu thì nó sẽ dẹt dẹt, còn fake thì nó sẽ bự bự như thế kia phải không? Trả lời của tôi là không hoàn toàn như vậy đâu. Tại vì tôi đã nhìn thấy nhiều bé hông cũng béo béo múp múp như vậy rồi. Còn con của tôi thì lại giống cái kiểu mấy bé hàng yêu ý, chả hiểu sao luôn. Nên là mọi người đừng vội đánh giá hông mà đã check ngay ra nha. Nên tham khảo nhiều một chút và nghe ngóng ý, chứ không lại bị quê như tôi đó.
Cuối cùng thì sẽ đến phần strap của túi nhá. Thì đầu tiên về chiều dài đi, thì tôi thấy cũng khá là xem nhau đấy. Nó không bị chênh như cái bé Vanity hôm trước sau đâu. Phần chiều rộng cũng vậy, không bị phô chênh quá. Còn về phần cái phần mỹ kim ấy thì thấy cũng giống lắm. Ở ngoài thì hơi khác một chút xíu thôi, nhưng mà lên ánh đèn này thì nó hơi du di nhau rồi. Còn tiếp theo là cái đường kim mũi chỉ thì thấy khác này. Cái bé 3 triệu này thì đã là may size rồi, còn bé 6 triệu thì giống hơn một chút. Và đã có bạn thắc mắc và hỏi tôi là tại sao cái phần dây túi lại bị bồng lên một đoạn như thế kia. Thì cũng giống như là cái túi LV Neo nói ấy, thì phần dây làm thừa thế kia để khi rút dây dài này hoặc ngắn lại đeo vai thì bị chống căng dây túi đấy ạ. Còn về phần logo dập trên strap túi thì mọi người để ý nè, tỷ lệ và độ hằn của hai bé fake khá là rõ nhưng mà lại không được nét bằng logo xịn. Font chữ thì hơi bị thô hơn nữa. Về phần đinh tán thì mọi người quan sát thì cái bé 3 triệu kia nó to hơn cái nút đinh tán của Au rồi, cái bé 6 triệu thì đỡ hơn. Nhưng mà về phần dập logo thì mọi người xem nè, nó cũng sẽ có khác đó nha. Còn tổng thể nếu mà nhìn kỹ lại mạ kim của túi thì tôi vẫn cảm thấy cái xịn của mình trong hơn và có độ bóng hơn một chút so với hai bé này. Nhưng mà xịn đôi khi còn oxy hóa lẹ hơn cả fake nữa đấy mọi người, rất là buồn cười ý. Và ok mọi người ơi, thế là đã xong xuôi rồi. Mình đã hoàn thành xong phần so sánh chi tiết giữa bé mini Dolphine của mình với hai phiên bản Trainer và Vazu hãng rồi. Thì chắc hẳn là qua những hình ảnh mình vừa cung cấp thì mọi người đã có một cái nhìn khách quan hơn, tổng thể hơn về ba sản phẩm này rồi. Thì mình mong là video của mình thì sẽ có ích cho mọi người một phần nào đó. Và mọi người đừng quên like, share, subscribe kênh mình để mình có thêm rất là nhiều động lực để làm ra nhiều video tiếp theo có ích hơn nhá. Và đây, phần cuối cùng mình muốn bật mí cho mọi người, chính là vì chiếc túi mini Dolphine này của mình chỉ có một dây thôi, nó khác với em là 2 dây, thì nó hơi là boring. Thì mình đã mua 2 chiếc strap và 1 chiếc xích để có thể mix sao cho nó năng động hơn với chiếc túi của mình. Đây, mình khoe cho mọi người nha. Ta-da. Đây, đây là strap bản to. Thì mọi người thấy là các tín đồ thời trang rất là hay mix với cái strap này không ạ? Thì nó rất là trẻ trung, năng động và cảm giác là nó khỏe khoắn hơn. Thì mình mua một chiếc strap này và 1 chiếc xích này để mình có thể phối hợp với nhau. Nhưng mà cái chiếc xích này và cái strap này của mình mua là hàng Trainer đấy. Và mình mua 1,2 triệu một cộng. Cái này thì mình mua là 5,600 ấy. Thì mọi người biết là sao mình mua fake không? Tại vì cái cộng strap này mà Au thì nó đã là gần 10 triệu hay 10 triệu rồi. Cái nhỏ đã là 5-6 triệu rồi, tích tiền nên mình không mua. Nhưng mà tại vì mình đeo thay đổi linh tinh thôi thì mình cũng hơi được tiết kiệm được một chút. Tại vì 10 triệu thì mình có thể làm được nhiều thứ hơn là mua một cọng dây này. Thì tất nhiên là nếu mà người nhiều tiền thì người ta không tính toán đâu. Còn mình thì phải tiết kiệm thôi để làm được có nhiều vlog mới hơn. Và ok, thì mình sẽ mix match thử cho mọi người khi đeo lên rồi sẽ như thế nào nhá. Get that pity ball, shawty tongue rip like razor. Shawty got wig, got flavor. Part of my tits and makeup. Pay her, jumping in, hit that layup. Shawty ain't with them games, yeah. Shawty gon' get that paper, pay her.